Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Mối quan hệ này đã thực sự kết thúc hay chưa? Đây là video chọn tụ bài. Và ở đây mình có hai vật phẩm các bạn sẽ lựa chọn. Đó chính là cây nến và thanh gỗ, thanh tẩy. Và sau đây mình sẽ đếm từ 6 đến 1. Các bạn lựa chọn vật phẩm phù hợp với mình. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và trong trải bài, mình sẽ nói theo những điều lá bài cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Bởi vì thông điệp có rất nhiều, cho rất nhiều người. Do đó các bạn lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Bạn như thế nào thì bạn sẽ tự biết ha. Sau đây mình xin trải bài cho các bạn. Đầu tiên, mình xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn thanh gỗ thanh tẩy. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn thanh gỗ thanh tẩy. Và trong trải bài, các bạn có lá bài King of Cups, Vua Ly. Kế tiếp nữa là các bạn sẽ có lá bài Three of Pentacles, lá ba tiền. Và cuối cùng nữa là các bạn sẽ có lá bài Eight of Wands, một gậy. Và sau đây mình xin trải bài cho các bạn. Và lá bài đầu tiên sẽ nói lên cái ngữ cảnh tình huống của mối quan hệ của hai người. Đây là một trong hai người đang sử dụng lý trí để kiểm soát tình cảm của cá nhân. Một trong hai đang có xu hướng chối bỏ cảm xúc của chính mình, bởi vì cái người này sợ rằng tình cảm dành cho người khác sẽ mang điểm yếu ra phơi bày cho họ thấy không tốt cho chính họ. Do một cái năng lượng, một người thông minh, nhưng mà họ rất là hiểu rõ về điều này, cũng như hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Vì vậy, khi mà họ muốn ở gần với một cái đối tượng có cảm tình, thì họ thường luôn gây ra một cảm giác tò mò và hôn hút rất là nhiều. Nhưng một người sống rất tình cảm nhưng lại luôn cố gắng che giấu cảm xúc. Do đó nếu như bạn hoặc người đó sẽ cảm thấy rất bực bội và thắc mắc không biết đâu là tính cách thực sự của chính bạn hay là họ. Bởi vì cái ngữ cảnh là tình huống hai chiều, mình không biết bạn là cái người giấu cảm xúc hay người kia. Nhưng mà nếu thực sự một trong hai bạn mà có thể bước vào mối quan hệ lâu dài, thì chắc chắn cái người mà mang năng lượng nam tính này sẽ là người có nội tâm và tình cảm rất là phong phú, và họ sẽ mang lại cho cảm giác yên bình và ổn định rất là nhiều khi họ thật sự yêu, và tình yêu đó thật sự rất là tuyệt vời. Và bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy con người thật của họ, một hình mẫu lý tưởng cho tình yêu. Bởi vì khi một lá bài này xuất hiện cho thấy bạn hoặc đối tác của mình, một trong hai bạn không ổn định về mặt cảm xúc, nên gây ra những cái vấn đề trong mối quan hệ của cả hai. Một trong hai người có thể đang trải qua một cái khoảng thời gian rất là khó khăn về mặt tình cảm, và có thể là không đối xử với người kia bằng tình yêu và sự tử tế mà họ xứng đáng có được. Nếu đúng như vậy thì hai bạn cần có chút dành thời gian cho bản thân để kiểm soát cảm xúc của chính mình và giải quyết bất kỳ vấn đề nào đang gây ra sự biến động này. Do đó phải đối diện với sự thật bản chất mình cần gì và muốn gì, thì mình mới biết được là cái tình cảm của cả hai có tiến triển hay không. Bởi vì bản thân của mình chưa giải quyết được cái nội tâm của mình, thì làm sao mình có thể yêu người khác được các bạn. Và có lẽ ở một số người có thấy được là cái đối tác tiềm năng mà các bạn đặt tình cảm sẽ là một cái người chưa trưởng thành về mặt cảm xúc. Do đó họ cảm thấy là họ bị thiếu thốn và trở nên cảm thấy mình bị lạc lõng trong tình cảm của cả hai. Dấu hiệu là một trong hai bạn đã không ngừng lại để nhìn thấy những gì mình có được, bởi vì luôn hướng tới cái gì mà họ muốn. Do đó dẫn đến cái sự thăng trầm cảm rất là nhiều, cảm xúc rất là tiêu cực bởi vì họ không đạt được đó. Đây là cách cảnh báo một trong hai bạn nên cư xử lại với thế giới bên ngoài bằng chính hình ảnh đại diện của nội tâm mình. Bởi vì mình biết đủ là đủ các bạn. Còn khi mà các bạn cứ chạy theo cái vật chất, cuộc sống này, cuộc sống nọ, nó khiến mình mệt mỏi rất là nhiều. Đó, mình nên hãy sống vui vẻ thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì cái điều này, một cái dấu hiệu là mình phải tìm thấy cái trách nhiệm về mặt cảm xúc của chính mình, chứ không phải cho phép bản thân mình quá cả tin hay đặt mình vào vị trí những khác để thao túng cũng như lợi dụng người khác. Đây là một điều rất là quan trọng. Nó thể hiện sự thiếu trưởng thành trong mặt cảm xúc.
dẫn đến dấu hiệu tình cảm của cả hai đổ vỡ là chuyện đương nhiên. Và một trong hai bạn là một người rất là dễ xúc động và nhạy cảm đến mức là mất khả năng hoạt động bình thường vào cái thế giới bên ngoài luôn. Một người rất là thật thường, hay hờn dỗi, mất cân bằng và có nguy cơ phụ thuộc vào những người xung quanh, từ gia đình hoặc là bạn bè của người đó. Họ không thể tách rời, có thể quyết định là mình yêu hay không yêu. Cái điều này rất là buồn các bạn ha, bởi vì một cái người đó thật sự trưởng thành và có dấu hiệu là những người thuộc cung nước như là cự giải, hổ cáp hoặc là song ngư. Và vấn đề mà cả hai bạn cần tập trung là gì để cho mối quan hệ có thể tiếp tục mà phát triển hơn rất là nhiều, đó là các bạn có lá bài ba tiền. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó là có một cái việc gì đó khiến cho các bạn cần phải cộng tác với đối tác của mình thì mới có thể được một mối quan hệ tốt đẹp. Bởi vì sự hợp tác sẽ diễn ra rất là thành công vì hai bạn biết kết hợp cái tình cảm và sự yêu thương từ những hai con người khác nhau và cùng thập lành một cái nhóm, một cặp đôi để đạt được những kết quả tình cảm thật sự tốt đẹp. Vì tình cảm của hai bạn nó đại diện cho một sự phát triển và vượt qua những thử thách ban đầu thôi à. Nó không phải gì mà nhiều hết trơn á. Nếu như một các bạn biết vượt qua nó, đây là một cái điềm báo khiến cho bạn hoặc là người này sẽ được đền đáp bởi những cái nỗ lực của chính mình để cứu lấy tình cảm của cả hai. Bởi vì bất kỳ trong cuộc đấu tranh cãi nào thì sẽ trở thành một ký ức rất là xa vời nếu như bạn thực sự chăm chỉ, quyết tâm và yêu thương thật sự, bao dung thì tất cả hai bạn sẽ được đền đáp tình cảm này. Và nếu như thực sự các bạn đang ở mối quan hệ mập mờ á, thì bạn thực sự cam kết đặt niềm tin vào mối quan hệ này, nỗ lực hết mình để cho một việc diễn ra được tốt đẹp. Và nếu như bạn đang gặp vấn đề trong mối quan hệ thì cái dấu hiệu là bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ một cố vấn về mối quan hệ để khắc phục vấn đề của mình. Bạn và đối tác của mình đang phải cùng nhau phát triển và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu quan hệ của bạn tương đối mới á, thì hy vọng là tại cái thời điểm quan hệ này các bạn tìm hiểu tất cả về nhau và tìm cách chia sẻ cuộc sống nhiều nhất có thể. Bởi vì khi đến với một người á, phải đảm bảo rằng các bạn xem xét mọi khả năng và chú ý đến mọi chi tiết nhỏ nhất để mình phải thông suốt và hiểu cái người này như thế nào, thì từ đó các bạn mới sẵn sàng bước vào tình yêu. Cái vấn đề ở đây là các bạn chưa thực sự tìm hiểu nhau, các bạn chỉ yêu cái phút đầu tiên thôi. Và các bạn tập trung một cách thuần thục nhất về những kỹ năng và kiến thức của mình để bước vào cái tình yêu, thì đây là cái điều sẽ gặp thuận lợi rất là nhiều. Phải đảm bảo và phải yêu tập trung, phải tin tưởng họ 100% thì mới được. Năng lượng của lá bài là cho thấy là hai bạn đã thấy mình là ánh sáng của đời nhau rồi. Các bạn thấy là cái người này thấy bạn một ánh sáng vô cùng tích cực, rằng bạn hoặc người đó đã hội đủ cái tiêu chuẩn mà họ đang tìm kiếm, mặc dù tình yêu và mới chớm nở thôi. Do đó nếu mà kiên nhẫn hơn, hấu hiểu nhau hơn, thì khả năng các bạn sẽ đến với nhau rất là cao nha các bạn. Các bạn xem xét tới khả năng là các bạn nên tìm kiếm một cái người nào mà có tiếng nói đối với bạn và cái người đó luôn. Cái người này sẽ là cầu nối để cho bạn và người này có thể kết nối lại với nhau, cũng như nói một gì đó vào cái chuyện tình cảm của cả hai, thì mọi chuyện nó sẽ ok hơn á. Bởi vì khi lá bài này xuất hiện, nó mong muốn là sẽ có sự hợp lực của nhiều người. Bởi vì một mình bạn sẽ không làm nên cái mùa xuân. Bạn và người đó phải có một khi một cái người đó, một cái người mà họ xem là tôn kính và tôn trọng. Và cái người này sẽ là người đưa ra lời khuyên cho cái người đó, để cho tình cảm các bạn có thể hàn gắn lại như xưa. Và lá bài cuối cùng sẽ là kết quả của mối quan hệ này sẽ như thế nào. Thì các bạn có lá bài Ace of One, một gậy. Và lá bài này đại diện cho một tin tốt lành, những khởi đầu mới, biểu thị một hành động, bắt đầu một cái gì đó rất là mới. Đây là một trong những lá bài rất là may mắn nha các bạn. Bởi vì nó mang một cái năng lượng rất là tràn đầy, một kiểu thôi thúc rất là nhiều, phải thay đổi và những cái thứ đã không tồn tại trước đây, đại diện cho một sự tái sinh rất là lớn so với cả hiện tại và quá khứ của các bạn. Tình cảm của các bạn sẽ hướng tới một khởi đầu rất là mới nếu như các bạn đã thấu hiểu cũng như tận dụng mọi cơ hội để cho tình cảm mình sống lại theo những cái năng lượng mà những lá bài trước kia mình đã trình bày cho các bạn rồi.
Bởi vì cái vũ trụ nó xây chuyển cho các bạn rất là nhiều. Nếu như các bạn chấp nhận cái thử thách, bắt đầu và tham gia vào trò chơi tình ái này, thì đảm bảo cái sự thời gian vui vẻ nó sẽ xuất hiện trở lại với các bạn. Bởi vì khả năng tái sinh rất là nhiều cho cái mối quan hệ của cả hai. Nếu như bạn và người này chịu hành động, chịu đam mê và chịu bùng nổ trong tình yêu, thì chắc chắn cái điều vui vẻ cho tình cảm cả hai là sẽ xảy đến. Hãy đến cùng nhau đi, bởi vì mối quan hệ này sẽ trở thành một cái chương rất là mới, mang lại cuộc sống cho bạn và họ rất là mới luôn. Một cái chuyện đính hôn hoặc là kết hôn sẽ diễn ra nha. Một lá bài xuất hiện, một điềm báo rất là tuyệt vời cho cả bạn và họ. Nếu câu trả lời mối quan hệ này có thể cứu bạn hay không, xin trả lời là có nha các bạn. Và sẽ có một số bạn thuộc cung lửa luôn nha, là Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã. Một trải bài rất là hạnh phúc ha. Bởi vì bất cứ cái thứ gì mà bạn hỏi trong cái trải bài này thì trở thành có khả năng rất là diễn ra rất là tốt đẹp. Một điềm báo rất là hay cho mối quan hệ của cả hai. Thông điệp họ muốn gửi cho các bạn là gì? Họ không có thể ngăn cản họ ngừng nghĩ về bạn. Và lá bài thứ hai của thông điệp tình yêu họ muốn gửi đến các bạn là gì? Đó chính là cảm thấy là họ bị thu hút bởi bạn rất là nhiều luôn. Trời, một trải bài đẹp quá vậy trời. Đẹp như mơ vậy đó. Kế tiếp là thông điệp Oso muốn gửi đến các bạn là gì? Đó chính là lá bài Butterfly. Và những hình ảnh xưa cũ có thể ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai và cảm xúc của bạn và họ. Bởi vì hai con thằn lằn đại diện cho sự hiểu biết và không hề hiểu biết của mình. Bởi vì chúng ta vô thức, bị tiềm thức, nó control và điều khiển các bạn rất là nhiều. Phải hiểu biết rồi tác động của nghiệp quả đến cuộc đời của chúng ta như thế nào. Nếu như các bạn không có ý chí vượt qua những cảm xúc tiêu cực của mình, cũng như tổn thương trong quá khứ, thì chính cái điều này nó sẽ tạo ra cái vòng lặp trong cuộc sống của mình. Do đó các bạn hãy loại bỏ những cái tiêu cực, những cái tổn thương khi xưa. Khi đó các bạn mới giải quyết được rốt kệ của vấn đề, từ đó sẽ chấm dứt cái vòng lặp vô tận này, đưa các bạn trở nên hạnh phúc với tình cảm của cả hai. Mình hy vọng là hai bạn sẽ tìm hạnh phúc ra được một trải bài, nó là cái mối quan hệ này có thể cứu vãn được. Nếu như bạn chịu hành động để buông bỏ quá khứ, buông bỏ những tổn thương, thì hai bạn thực sự sẽ trở về thành một cặp một nhà. Quan hệ kết nối là thực sự có thể diễn ra nha các bạn. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Đầu tiên mình xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ cây nến. Và trong trải bài các bạn gồm có những lá bài sau đây. Chúng ta sẽ dở từng lá bài cho các bạn. Và các bạn có lá bài Nine of One, 9 gậy. Và kế tiếp nữa là các bạn sẽ có lá bài Nine of One, hiệp sĩ gậy. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn sẽ có lá bài Ten of One, 10 gậy. Trải bài gì đâu mà gậy không trời. Sau đây mình xin giải thích trải bài cho các bạn. Đầu tiên, cái ngữ cảnh tình huống khiến cho mối quan hệ các bạn bị rạn nứt là gì? Thì các bạn có lá bài 9 gậy. Khi mà lá bài xuất hiện, thì nếu như các bạn đang ở trong mối quan hệ, thì cho thấy bạn và cái người ấy đã trải qua một khoảng thời gian rất là khó khăn. Cho dù đó là cách mà các bạn liên hệ với nhau hay chỉ là trong cuộc sống nói chung thì cũng thấy khó khăn rất là nhiều. Bởi vì những cái sự kiện tình cảm gần đây khiến cho bạn tiêu hao hết năng lượng của chính mình. Bạn hoặc họ có thể cảm thấy là muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Đây là cái điều các bạn cảm thấy tồi tệ nhất khi các bạn chỉ tập trung sức lực của cá nhân mình. Bởi vì các bạn không có hiểu cho người ta, không thấu hiểu. Chỉ ra rằng bạn hoặc đối tác của mình bị tổn thương rất là sâu sắc trong các mối quan hệ quá khứ, dẫn đến ảnh hưởng rất là tiêu cực đến mối quan hệ hiện tại của cả hai. Bởi vì có dấu hiệu là những cái tổn thương nó dồn dập đến rất là nhiều trong quá khứ. Một chuỗi các mối quan hệ diễn ra không được như mong muốn của bạn và họ. Những vết thương này nó ngăn cản cho bạn và họ tìm thấy được cái sự hạnh phúc là gì. Một cái mối quan hệ lành mạnh mà cả hai xứng đáng có được. Có thể là các bạn sẽ không bao giờ phải buộc điều này. Nếu như các bạn không tìm thấy ánh sáng để giúp cho các bạn có thể tiến triển hơn trong mối quan hệ, bằng cách các bạn dẹp bỏ những tổn thương khi xưa, tiến tới vào mối quan hệ như những nhân vật mới yêu, những cái gì đó rất là tươi mới, thì điều này sẽ giúp cho bạn tìm được một cái chân ái cuộc đời. Bạn và họ sẽ xứng đáng với tình yêu mà cả hai bạn đã dành cho nhau
nhất là sự tin tưởng cần có ở một mối tình. Và nếu như các bạn cứ cảm thấy là mình cứ dằn vặt vậy á, bởi vì các bạn không có học được cái bài học từ những cái mối quan hệ trong quá khứ, bạn sẽ làm cho tình cảm của cả hai rất là trì trệ, khiến cho tình cảm rất là lo lắng, rất nhiều bất ổn lắm. Mình cứ sợ không biết người này có lừa dối mình không, người này có bỏ mình ra đi không. Bởi vì cái sự bất ổn này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm rất là nhiều. Lá bài cũng khuyên các bạn nên xem xét lại những cái mối quan hệ khi xưa, hiểu cái sai lầm của bản thân mình ở đâu, để có cái nhìn và sự lựa chọn đúng đắn nhất trong tương lai. Tức là các bạn phải học được những bài học tại sao mình thất bại trong tình cảm lúc trước, lấy cái bài học này áp dụng vào trong tình cảm trong tương lai, để giúp cho các bạn có một mối quan hệ thật sự là cân bằng. Bài cũng hy vọng là các bạn đừng có buông xuôi cái mối quan hệ này, bởi vì là bài nó muốn cho các hai bạn phải tiến tới nữa. Bởi vì bạn cảm thấy mệt mỏi muốn buông xuôi á, cả hai đã chổng thì quá chổng thương rồi. Nhưng hãy nhớ cho mình, hãy nhớ là những cảm xúc mà cả hai còn mặn nồng, và tiếp tục cố gắng. Hai, các bạn có lá bài Nine of One, hiệp sĩ gậy. Đây nó thể hiện cái khía cạnh rất là liều lĩnh, một trong hai bạn rất là thiếu trách nhiệm. Cái điều này khiến cho những rắc rối bởi tính cách thiếu trách nhiệm này làm cho mối quan hệ cả hai bị lung lay. Do đó nếu như các bạn hoặc là họ học được cách trách nhiệm nhiều hơn, bởi vì cái điều này nó khiến cho cái sự việc sẽ không bị gây hại nếu như một trong hai không có kiêu ngạo và thừa nhận cái lỗi lầm của chính mình, thì đây là cái điều các bạn phải cần tập trung vào. Đừng vì những cái cá nhân đạt được trong cuộc sống mà khiến cho mình mất cảnh giác và cũng như kiêu ngạo. Cái sự tự tin này các bạn cần phải tiếp thu ý kiến của đối tác của cái mình, tức là thấu hiểu nhiều hơn. Hãy chịu lắng nghe, chứ đừng có bao giờ mình cứ nghĩ mình đúng hoài không được. Bởi vì lắng nghe sẽ khiến cho các bạn học được bài học rất là nhiều. Cần cái sự bình tĩnh và xác định đúng đắn đâu là cái vấn đề chính, chứ không phải vì bởi vì những cái tranh cãi rất là nhỏ các bạn làm cho lớn lên mà không hiểu đúng là cái người ta nói gì, khiến đó những cái việc đó nó gặp những tổn thất rất nặng nề về mặt tình cảm. Hãy rút kinh nghiệm từ những cái quá khứ sai lầm của chính mình. Hãy tìm ra cái biện pháp tốt nhất để cho mình và người đó có một cái gì đó thật sự là thoải mái nhất có thể. Cái khả năng lớn một trong hai bạn rất là nóng vội và rất là bảo thủ. Bởi vì không có rất khó khăn để hai bạn có sự chú ý với nhau, rất dễ dàng để bạn và họ có thể yêu với nhau được. Nhưng mà do một trong hai bạn thiếu sự kiên trì, bởi vì cái kiên trì rất là nhiều rồi, hoặc là có thể bạn cảm thấy là đối phương không đủ hôn hút hoặc không có đáp trả tình cảm của bạn, do đó các bạn nhanh chóng chuyển sang đối tượng khác mà không hề hối tiếc. Và có dấu hiệu là một trong hai người mang một năng lượng rất là trẻ, rất là hấp dẫn, mà tính cách vẫn còn thích phiêu lưu, rất thích đi chỗ này chỗ nọ, muốn đến với người này người họ để tìm hiểu hơn, do đó không có tình yêu lâu dài được. Và nếu như bạn và họ cân nhắc khi bước vào mối quan hệ này á, thì nên nhớ rằng những cái gì sẽ làm cho bạn rất là khó khăn bởi vì cái tính kiêu ngạo cũng như tính thích phiêu lưu này sẽ khiến cho một trong hai bị tổn thương rất là nhiều. Bởi vì có thể là cả hai cảm thấy là bị nhàm chán rất là nhiều trong tình cảm này rồi, và họ sẽ dễ bị hôn hút bởi những người khác thú vị hơn. Nếu muốn quay trở lại, các bạn phải cần biến cho mình thành một người thú vị trong mắt người này. Nhưng mà rất là vất vả nếu như cứ phải nuông chiều cái sự thay đổi này, bởi vì nếu như họ không có trưởng thành thì bạn cũng mệt mỏi lắm các bạn ơi. Và ở một số bạn thì có một dấu hiệu là đối tác của bạn là một người có thể là rất là cực kỳ là lăng nhăng, lừa dối, hoặc một người rất liều lĩnh hoặc ghen tuông rất là nhiều. Do đó nếu như mà là bạn thì bạn phải nên suy nghĩ về vấn đề này ha. Bởi vì họ cần phải trưởng thành một chút mới khởi tiến vào mối quan hệ nghiêm túc được. Do đó có thể là cả hai bạn, một trong hai thiếu nhiệt tình trong tình cảm mà không có nỗ lực để gìn giữ cái mối quan hệ này. Bởi vì mình nên là để thể hiện một số đặc điểm có trách nhiệm nhiều hơn, chứ không phải một người thích bay nhảy bởi một cái năng lượng rất là nhiều để khiến cho cái người này thích những cái mối quan hệ đại diện cho tình cảm là tình một đêm á. Hãy chắc chắn là hãy
khiến cho cái người này cảm thấy thú vị, và mình xin thấy cái năng lượng của bạn và họ không được tốt, không thích hợp. Bởi vì một trong hai thật sự chưa trưởng thành để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Một nhóm lửa ha, nhóm lửa gồm có Bạch Dương, Sư Tử hoặc Nhân Mã, thì các bạn hãy nghiên cứu coi mình có hợp những người này không ha. Sao mình thấy năng lượng của người này lừa dối và lăng nhăng quá các bạn ơi. Suy nghĩ cho kỹ ha. Và lá bài cuối cùng sẽ là lá bài nói lên kết quả của mối quan hệ này có thể tiếp tục hay không. Thì lá bài sẽ đại diện cho vấn đề này, đó chính là lá bài 10 of One, 10 gậy. Khi mà lá bài 10 gậy này xuất hiện, nó chứng tỏ cho là một cuộc đấu tranh trong tình cảm của cả hai rất là nhiều. Nhưng nó tượng trưng cho cái cảm giác thực sự là một gánh nặng nếu các bạn tiếp tục cái mối quan hệ này. Vì cái mối quan hệ này nó đại diện cho một cái thứ mà gánh nặng hơn là một cái may mắn bởi sự tồn tại. Cái mối quan hệ nó thật sự không phải là sự may mắn trong đời các bạn, mà nó một gánh nặng đúng hơn. Bởi vì nó khiến cho một số người cảm thấy là mình rất là mệt mỏi khi phải ôm đồm nhiều thứ như vậy các bạn. Bởi vì cái việc mà các bạn tiến tới trong tình cảm với một mối quan hệ cho thấy là một trong hai bạn bị quá tải quá nhiều rồi, quá tải vì mối quan hệ này. Bạn có thể cảm thấy như đối tác của bạn coi bạn là điều hiển nhiên, tức là thấy bạn yêu á, đến không đến là quyền của người ta. Tại vì bạn tạo cho người ta có tâm lý hiển nhiên là họ không cần các bạn, bởi vì luôn ở đó cần gì nữa. Bạn có thể cảm thấy mình đang gánh toàn bộ sức nặng của mối quan hệ này trên vai của mình, trong khi đối tác của mình thì ngồi ở phía sau mà không để ý và không vun đắp gì. Bạn cứ cho đi hoài mà người này cũng không thèm cho bạn cái gì hết. Tất cả những gánh nặng này khiến cho các bạn cảm thấy là cái trách nhiệm mối quan hệ này hình như của mình bạn phải giữ lấy à. Cái niềm vui và sự yêu thương nó mất tiêu rồi khỏi cái mối quan hệ này à. Thay thế vào đó cái việc nghĩa vụ phải khiến cho mỗi ngày cho người này vui, người này được vui hơn, hay cung cấp tiền bạc vật chất tình dục gì đó mình không biết. Nó khiến cho cái tình cảm không phải là sự yêu thương ở đây, mà một cuộc đấu tranh đầy khó khăn đối với bạn. Cái sự tình yêu đã biến mất khỏi tình cảm của cả hai rồi. Có thể bạn đang căng thẳng quá tải đến mức là không có thời gian để mà chăm chút bản thân của mình. Cái sự hào hứng thay thế bằng cái sự mệt mỏi. Câu trả lời để có hàn gắn mối quan hệ này không á, thì mình sẽ trả lời là không nha các bạn. Xin chia buồn các bạn ha. Bắt đầu các bạn cứ nghĩ tình cảm này là một cái tình cảm rất là đẹp, nhưng thực sự nó trở thành gánh nặng cho các bạn. Nó biểu thị cho các vấn đề trách nhiệm các bạn bị quá tải rất là nhiều. Bạn thấy cái trọng trách lớn rất trên vai các bạn nhiều. Bạn cảm thấy mình bị bó buộc và bị gài và bị hạn chế trong cái tình cảm này. Cái việc bạn đấu tranh để thoát ra cái điều này là điều đương nhiên. Nhưng mà các bạn biết không, đừng có để cho nó trì hãm cuộc sống chúng ta. Nó không chúng ta phát triển cái được gì hết, khiến cho các bạn bị lạc lối, mất tập trung rất là nhiều. Nếu như các bạn trở lại với tình cảm này, nó sẽ không khiến bạn khá hơn mà lại xa lầy vào nó. Nó một cảm giác chán nản tuyệt vọng, bởi bạn cần sự quan tâm, có một ai đó để tin tưởng chia sẻ. Hy vọng là các bạn sẽ vượt qua, bạn cần phải biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Và nếu bạn không cân bằng được thì bạn sẽ đẩy tình yêu sẽ rời xa khỏi mình. Bạn sẽ không tìm thấy tình yêu trọn vẹn. Mà tất cả những người đến sau này sẽ là một gánh nặng đó với bạn. Ấy á, là cái đối tượng của bạn á, là một người khá ca ngạo. Bạn đã hao tâm tổn sức để chứng minh tình cảm của mình với đối phương. Và nếu như bạn tiếp tục thì bạn sẽ rất dễ bị tổn thương. Bây giờ hy vọng bạn có thể ngừng lại. Nếu như họ thực sự thích bạn, họ sẽ nhanh chóng chấp nhận bạn thôi, chứ bạn không cần phải làm gì hết đó. Bởi vì cái áp lực khiến cho bạn cảm thấy là mình rất là mệt mỏi rồi. Về viễn cảnh và gia đình tương lai á, khiến cho bạn phải run sợ. Bởi vì bạn thấy là mình bỏ quá nhiều, thực sự chưa sẵn sàng. Hiện tại mới tình cảm mới chớm nở mà anh đã vậy rồi. Sau này về một gia đình, họ có biết yêu thương chia sẻ với bạn không? Họ biết hỗ trợ không? Họ có biết tâm tình không? Khi bạn khó khăn vậy, đau khổ ốm đau, họ biết chăm sóc bạn không? Vì bản thân ngay thời điểm này họ không làm được điều đó thì chắc chắn sau này họ sẽ không làm được. Để khi mà cái nhan sắc bạn tàn phai, bạn không còn thành công nữa, thì bạn nghĩ là họ sẽ ở lại bên bạn hay không? Cái điều này các bạn nên suy nghĩ nha. Bạn sẽ kiệt sức rất là nhiều. Hãy nên ngừng lại, bởi vì cái mối quan hệ này thật sự không khiến cho bạn hạnh phúc đâu bạn ơi. Điệp lá bài tình yêu họ muốn gửi cho các bạn là gì?
họ đã thấy cái thời điểm này không thích hợp cho họ với bạn hai người đến với nhau đâu. Bởi vì cái người này thích bay nhảy mà các bạn, khó giữ được lắm khi mà họ lại luôn luôn nhìn cái mới, cái gì thú vị hơn. Bạn nhắm bạn hãy múa hát ca mỗi ngày cho họ được không? Khó lắm các bạn ơi. Kế đến là họ cảm thấy là bạn là cái phần thành hiển nhiên trong cuộc sống của rồi. Họ mang một tâm lý hiển nhiên. Đối với bạn họ nghĩ là bạn ở đó bạn không bao giờ chạy đâu hết đó. Chỉ cần họ nói thích bạn là bạn quay trở về ngay lập tức. Tại sao mình làm nạn nhân bạn? Nạn trong cái mối tình cảm của mình. Mình bỏ đi rất nhiều rồi. Bỏ đi các bạn. Hãy tìm cái người khác xứng đáng với bạn hơn. Hãy phát triển bản thân của mình nhiều hơn nha các bạn. Sau đây là thông điệp của lá bài Also muốn gửi các bạn cái gì? Đó chính là moment to moment. Khoảnh khắc từng khoảnh khắc. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó mong muốn các bạn phải di chuyển ra khỏi sự lo lắng, những cái không gian mà khiến cho các bạn đau khổ. Một tình trạng báo động đang xảy ra ở ngay lúc này. Các bạn không cần phải đối mặt những tổn thương này nữa. Bởi vì nơi mà các bạn cần phải hiểu là những cái hỗn loạn thất bại này, đừng để cho nó khiến các bạn điều khiển các bạn. Hãy tự động biến mình khỏi bản thân mình, phủ sạch bụi và cười lên một cái là tiếp tục ra khỏi mối quan hệ này. Quá khứ đã đi qua, chuyện tương lai chưa xảy ra. Cả hai đều không cần phải di chuyển theo hướng bởi những cái tồn tại. Tức là sao? Mình không nên chạy theo những cái mà không thuộc về mình. Bởi vì bạn biết rồi, tình cảm không phải một cái hướng duy nhất mà các bạn cần cả hai cùng chung tay. Đây là cái điều mà cần phải hiểu. Bởi vì các bạn cứ ảo tưởng cái tình yêu là đẹp, cái tình yêu này sẽ có tương lai. Bạn tin tưởng vào chuyện đó khiến cho bạn lạc lối rất là nhiều. Bạn không nhìn thấy cái sai ở người khác. Bạn nhìn thấy cái gì đó mà bạn ảo tưởng quá. Nó khiến cho bạn lạc lối bởi vì chính tham vọng để được duy trì cái tình cảm này. Hy vọng là các bạn hãy sống ở thực tại. Các bạn hãy nhìn thấy rõ được vấn đề. Hãy trải nghiệm và bước ra khỏi vấn đề này một cách nhanh nhất có thể. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.